Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu các bạn tới cái cục tre ở sau vườn nhà mình. Thì cây tre này được lấy giống từ bên Việt Nam qua. Bây giờ thì nó đã mọc lên rất nhiều cây tre rồi. Nó có 2-3 cục, cục măng, nhưng mà nhà mình không có ăn măng cho nên không có cắt nó lên mà để ăn. Đây, cái măng đây trốn ở đây. Đây, măng nhỏ cái spray nữa nè. Thì khu vườn sau mình đang tân trang lại cho nên nó còn rất nhiều thứ để mình làm. Bây giờ mình chỉ show các bạn cây tre này thôi. Sau vườn mình muốn cái hồ nước rào vườn lại cho nó đẹp hơn, chứ dạo này vườn nó nhìn ghê quá. Rồi bây giờ mình tạm biệt các bạn ha, để hẹn gặp các bạn lại chương trình sau.